Ngày 3 tháng 3, sau khi các toán quân trinh sát của sư đoàn 1 được đổ xuống các căn cứ Sofia, Nolo, Lviv, 3 ngày sau, 276 chiếc trực thăng UH-1 đã được sử dụng để vận chuyển các tiểu đoàn 1 và 2 của trung đoàn 2, sư đoàn 1, tiến chiếm Chepon. Here comes the Lancers. Trực thăng vận lớn nhất trong cuộc chiến Việt Nam. Trong hai ngày lục soát chung quanh khu vực, quân Việt Nam Cộng Hòa đã khám phá nhiều tử thi của quân Bắc Việt để lại sau những trận oanh kích của B-52. Can't recognize him. See the white dot? That's us. Here we go. Yo, Lancer. One of them gotta be me. Yeah, most of them got killed. Ranger South was bloody. Bravo 4. Lolo, we lost 11 aircraft. Sofia was horrible. Sofia Loren. I don't remember Hope. Cuối tháng 3 năm 1971, lực lượng Việt Nam Cộng Hòa triệt thoái khỏi Hạ Lào. Việc rút lui rất khó khăn vì địa thế hiểm trở. Vì vậy, nhiều đại pháo và thiết giáp phải phá hủy.
We brought out thousands of dead. I personally probably brought out 100 dead. Tổng kết trong cuộc hành quân Lam Sơn 719, quân đội Hoa Kỳ và không quân Việt Nam Cộng Hòa có 168 trực thăng bị phá hủy. Riêng sư đoàn 101 kỵ binh không vận Hoa Kỳ mất 84 trực thăng. Không quân Hoa Kỳ có 6 phi cơ chiến đấu bị bắn hạ. Hải quân Hoa Kỳ cũng mất một phản lực quân tàu cơ. I brought maybe more than 100 dead that I brought out because without their equipment, they were stacked in like logs. Do cuộc hành quân Lam Sơn 719 của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phá hủy và tịch thu nhiều kho quân trang quân dụng, lương thực, quân đội Bắc Việt bắt buộc phải vượt vĩ tuyến 17 ngăn chia Bắc và Nam Việt Nam theo Hiệp định Genève để tấn công tỉnh Quảng Trị trong mùa hè 1972 nhằm giành thế thượng phong trong hội đàm Paris. Cảnh vật của chiến trường xưa đã thay đổi.